Ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm cấp cứu 115. Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, để đáp ứng nhu cầu cấp bách vận chuyển người bệnh kịp thời, Trung tâm cấp cứu 115 đã ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào việc quản lý điều phối cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng. Theo Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, thông qua hệ thống này giúp nắm được cụ thể số ca bệnh hiện có, số ca bệnh cần được chuyển tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Đồng thời, thông qua hệ thống, Trung tâm biết được tình trạng số phòng, số giường còn trống tại các bệnh viện điều trị COVID-19, bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố, từ đó điều phối điều chuyển bệnh nhân một cách hợp lý, tránh tình trạng bệnh nhân chuyển cấp cứu chậm hoặc không chuyển đúng nơi làm mất thời gian vàng cấp cứu người bệnh. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố triển khai chức năng điều phối việc chuyển F0 cho Trung tâm cấp cứu 115 và kết nối với các bệnh viện, hệ thống phần mềm quản lý người cách ly và bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các đơn vị phải cập nhật thông tin đúng chính xác theo thời gian thực. Qua đó đảm bảo việc liên thông kết nối với Trung tâm cấp cứu 115 có đủ thông tin điều phối bệnh nhân, đồng thời hoàn thiện trang thông tin điện tử cung cấp thông tin để người nhà bệnh nhân có thể kiểm soát, kiểm tra thông tin về việc điều trị của bệnh nhân. Sau gần một tiếng kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh mắc COVID-19 nặng và nguy kịch. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng đi thăm hỏi, động viên chia sẻ với lực lượng trực tổng đài, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và các tài xế trong việc vận chuyển người bệnh. Hiện nay, các khu cách ly tập trung rất đông nên rất cần sự nỗ lực của tất cả nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 cùng với thành phố đẩy lùi dịch COVID-19.